Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với mình là Sunblet đến từ Sugar Làng Hoa, và hôm nay chúng ta sẽ tới với ngày thứ 20 trong chuỗi series 21 ngày xuống sát các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tập chân, và cái đặc biệt của cái ngày thứ 20 này hôm nay là chúng ta sẽ thay đổi tempo các bạn. Tempo tức là nhịp độ khi bạn thực hiện một động tác đó. Cái tempo chính mình sử dụng trong tất cả bài tập ngày hôm nay đó chính là 4 2 1, tức là ở giai đoạn mình xuống thì mình sẽ xuống trong 4 giây, ở giai đoạn thứ hai là mình giữ trong 2 giây, và cuối cùng mình sẽ lên trong 1 giây các bạn ha. 3 bài tập cho hôm nay chính là squat, lunge và deadlift, hoặc là hamstring raise, tức là mình tập đùi trước và đùi sau. Ở bài squat mình sẽ thực hiện 15 rep, bài lunge mình sẽ thực hiện 10 rep mỗi chân, và bài deadlift mình sẽ làm 10 rep luôn. Riêng với bài hamstring raise bạn chỉ cần làm 5 rep thôi. Và đây là những bài nó tương đối khó, tại vì mình sẽ thực hiện với cái sức của mình là mình sẽ thêm tạ. Bây giờ mình bắt đầu nha, let's go. Cái bài đầu tiên này là 15 cái squat, okay. Mình xuống 4 giây, mình giữ 2 giây và mình lên 1 giây các bạn, okay. Giữ 2 giây đó, 1, 2, up, 1 cái. Mình làm 15 giây các bạn ha, quên, mình làm 15 cái. 2, 1. Khi bạn thay đổi nhịp độ như vậy các bạn, thay đổi cái gọi là tempo các bạn trong buổi tập á, thì nó sẽ có nhiều tác dụng khác nhau lắm. Thì cái tempo chậm như 4-2-1 kiểu này á, thì nó sẽ có tác dụng tập cho các bạn sự ổn định, okay. Ổn định đặc biệt là những nhóm cơ mà giúp các bạn ổn định, như là cái bụng nè, dưới nè, okay. Chân các bạn ơi, thật sự hả, anh Trắng là các bạn, nếu mà bạn đã từng theo dõi, anh Trắng là từng giết mình với bài chân các bạn ha, trong cái bài báo thù. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cho anh Trắng bằng lại các bạn, thật sự hả, vừa đó mình cho anh Trắng lên sóng rồi, để bộ đó. Sẵn 15 luôn anh, 3 cái nữa. Không lắm anh, mê lắm. Nhớ nha các bạn, hãy lưu ý là nếu như bạn có tà thì bạn nên thêm áp lực lên lưng mình, ví dụ như 5kg, 10kg hoặc là 15kg vân vân đều được. Đây là tại vì mình tập theo sức của tụi mình nha các bạn. Thì các bạn không nhất thiết phải làm 40kg, hay là 10kg, 20kg, hoặc làm không cũng được. Một củ phê các bạn ha. Đặc biệt là các bạn nữ, mà tự làm cái này không có tạ trước. Hôm nay mình tập với tempo 4-2-1 ha. Tức là xuống 1, 2, 3, 4, 1, 2 và các bạn lên 1 giây, ok. Về rất tốt nha các bạn. Các bạn lên tập. Chứ không, bạn thay đổi tempo thôi. Hai, nhịp độ của một bài tập á. 4. Nó sẽ khác liền ha. 1 2 3 4. Đây chính là bộ lưng mứa các bạn. Không. Bộ lưng này là bộ lưng mứa của khá là nhiều bạn các bạn nha. 2 3. Khá là ngon lành rồi.
1 Đừng vào team em sợ bất kỳ 2 3 4 1 Thôi mình sẽ vào của mình ha. Xong rồi cái này là chắn sẽ vào phòng của anh. Bài này các bạn lưu ý nè, khi mình làm bài này á, ở chân phía sau mình nhớ nhón lên ha, và trọng lượng ở chân phía trước dồn vào gót chân. Ai mình làm cho các bạn xem nè, lưu ý vào gót chân nè, chân trước là gót chân, sau là mũi chân các bạn nha. Chân rồi ha. Giờ mình quanh. Mình sẽ đi chung chân trắng. Mình mỏi vai các bạn ơi. Đây đi anh. Rồi em đếm. 3 2 go đi. 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 3 1 2 3 4 1 4 đi đi mọi chuyện nè đi 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 7 1 2 3 4 1 8 1 2 3 4 1 9 1 2 3 4 and done. Bây giờ mình sẽ bài thứ ba các bạn ha. Nếu như bạn không có tạ, lát nữa mình sẽ đưa cho bạn một bài tập để thay thế với tạ ha. Thôi bạn giữ vị trí này, bạn xuống chầm 4 giây. 1 2 3 4 giữ 2 giây. Rồi đó bạn, lên. Cái đó là một rep. Thì tiếp tục mình lại tới với chương một ngoài lề để các bạn bớt chán mà. Thì đây là Na. Na thể chào các bạn anh được không? Và đây là Hoàng Anh, mắm thúi. Thì cái mặt xấu quá thì không dám chê, không xuất miệng thôi, sorry các bạn nha. Ok, ngoài lề xong rồi, mình tập tiếp. 1, 5, 4, 2, 3, 4, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sở dĩ mình tập deadlift này là mình muốn bổ trợ cho bài full lever của mình các bạn ha. 1, 8. Nên mình rất ít co gối cho bài tập này. 3 4 1 2 3 4 1 10 Em nói như mình đi lướt bình thường á thì mình sẽ đi kiểu này nè. 2 3 4 1 2 Đó, các bạn sẽ thấy rõ ha. 1 2 3 4 Đó là mình hạ mông xuống nhiều hơn. 3 Còn bài mình muốn bổ trợ cho Flow Liver. 1 Thì mình sẽ 2 Ít thở 3 4 1 4 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 Nhất để mình chia sẻ các bạn, nếu như bạn không có tạ để tập deadlift cho đùi sau thì bạn có thể tập bài hamstring raise các bạn ha. Nhưng hôm nay bạn sẽ vào tư thế nhìn trắng nè. Ok. Bạn sẽ còn một người đỡ phía sau chân của bạn. Bạn sẽ còn trường ra 4 giây, sau đó bạn giữ ở ngoài, 2 giây là rút về. Ok, thì tùy vào mức độ của bạn, bạn có thể trường ra xa hơn và giữ lâu hơn. Mấy bạn bài này các bạn chỉ cần tập 5 rep thôi là đủ ha. Và bạn có thể điều chỉnh độ khó của mình bằng cách là đưa phần hông của mình ra nhiều hơn hoặc ít hơn. Mình cùng xem trắng làm ha. 4 giây. Trường ra 4 giây nào đi. Chưa, 1 2 3 giữ lại đây. 1 2 rút về, đúng rồi. Bạn không, bạn cần đi nhẹ nhàng như anh trắng là đủ rồi bạn.
Go, 1, 2, đi. Ở ngược lên trắng rồi. Đúng rồi. 2, 3, 4, 1. Ok, good. 2 các bạn ha. Bài này nó là cực kỳ tốt cho từ sau. Nhưng mà bạn nên có một cái tấm đệm để bạn để chân nha, cho nó khỏi hại khớp gối. 2 nữa đi anh. 2 nữa nào, bạn trắng lắm. Anh nói sao không? Bạn có thể quay mặt của anh trắng đang thang này. Bạn đang sao anh? Bạn căng quá. Căng quá, căng quá. Không có... Đi, 3, 2, go and rút. 1, 2, 3, giữ, 1, 2, úp về, đúng rồi. Bạn thấy được vẻ mặt của anh trắng là anh nói lên cái sự thú của bài này các bạn ha. Thì anh trắng là một trong những người khỏe chân nhất ở đây. Anh vẫn xuống rồi, cái cuối anh. 3, 2, go, đi. 1, 2, 3, 4, 1, and lên. Gì vậy anh? Anh còn vẹo như rắn luôn bạn. Thôi anh. Bài này khó nha bạn, không khuyên các bạn là tập có người đỡ. Bài này hạn chế tập ngày 30. Mà nhớ là hạn chế ngày tập ngày 30 Tết. Ngày mai rồi, 30 Tết rồi. Hạn chế. Cả mỏ luôn. Cả mỏ thì mình vẫn đi còn kém xa sao nhiều cái biên độ chuẩn lắm, nhưng mà đỡ hơn trắng lại ha. Sao thánh lạ vậy. Bài này nó thú lắm rồi, thật sự luôn á. Đây nè. Hai đứa đứng ở thì lùi tao. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong ngày thứ 20 trong chuỗi thử thách 21 ngày. Xuất sắc. Thì chắc chắn các bạn đã khỏe rất nhiều rồi. Thật sự nếu như bạn đã tập theo cái này, áp dụng phương pháp tập của từng buổi vào chính buổi tập của các bạn thì bạn sẽ đi được rất là xa. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ thôi. Nếu trong quá trình tập luyện bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại inbox cho tụi mình qua fanpage Skip Go Làng Hoa, hoặc cứ comment trực tiếp ở phía dưới cái clip này, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày cuối cùng, ngày mai. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và chuyện có những trời khác.